Các hãng sẽ chỉ tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, chứ không khai thác các đường bay quốc tế như mọi năm do tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh các chuyến bay vào ban ngày, các hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ khai thác thêm các chuyến bay vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, với tổng số chuyến bay khoảng từ 140 đến 150 chuyến một ngày.